cái phát âm của con rất là tốt rồi nha. Rồi những cái gằn giọng của con, nhảy nhót của con làm rất là ra cái thần thái của một Lady Gaga thu nhỏ. Ôi quá yêu luôn, con tuyệt vời lắm, nhất là cái chỗ cuối con gằn giọng ấy. Đúng là chỉ có rock mới có cái nỗi nhớ như vậy. Bữa nay con làm hơn cả thầy con, nóng hơn cả thầy con. Cái đoạn sau của con nó đẩy mọi người lên cao trào, lên đỉnh điểm để có mọi người phải sởn da gà. Ngày hôm nay riêng cái phần hát của con không là chúng ta thấy chú rất là thích rồi. Và con có cái tố chất nghệ sĩ rất là lớn ở trong người con. Thì cầu mong là tổ nghiệp phù hộ cho con để con theo đuổi được cái đam mê của mình. Thầy thì là một người bạn của con luôn. Có chuyện gì buồn là thầy hỏi cách sao buồn và kể cho thầy nghe. Kể cho thầy nghe tự nhiên con thấy hết buồn à. Lúc mà con mà đó, con nằm lăn xuống, cái xong thầy nói ngốc dao, ngoan hả? Thầy nằm với con. Dầu thì rất ít khi thể hiện tình cảm, nhưng mà đến một ngày thì lại tặng cho thầy của mình một cái bí mật. Đối với Thiện thì một cô bé mà không biết cách thể hiện tình cảm như thế nào, tặng cho thầy của mình một cái viết, thì cảm nhận được cái tình cảm đó, thì trân trọng cái tình cảm đó. Đêm nay là đêm cuối cùng của con trong chương trình. Con sẽ phải chia tay những anh chị và đặc biệt là em chú Thanh nữa. Nên là con cũng rất là buồn. Con cũng rất là nhớ thầy Thiện. Con sẽ cháy hết mình trên sân khấu, không phụ lòng những người yêu mến con và luôn ủng hộ cho con. Chào đón khách quý, mời khách quý vào. Xin chúa đồng cho biết phong tục lễ nghi nào mà đón tiếp một người con gái bằng những hàng giáo gươm tô tủa? Đó là những thuộc hạ của ta. Lôi người đường đường là chúa đồng lớn mà ý đông hiếp người cô thế. Nếu thấy đó là trái lẽ thì hãy thả em ta ra, có gì phải bàn cho vô ích. Huống chi sao tài hùng yêu nước quyết thương dân không đối thai, người đồng ngân ngang giữa nơi đây ích chi, bao gian nguy đồng ta nào đồng quan trong cai là đến đây chờ mong ai. Hồ hát em ta đâu? Ta muốn được gặp em ta. À, được. Được. Vô. Hồ hát em ơi. Chị, nếu chị thương em, chị không được nhận bất cứ điều kiện gì của chúng. Nếu không, em sẽ chết cho chị vừa lâu. Hồ hát. Qua máu lệ cha già một máu long lanh suối lối ta đi xây dựng quê nhà, từng lời dạy của cha còn vang vang trong gió, từng cái nhìn như lửa đốt quân hùng mỗi lúc một lên cao.
ấy thì em ta đã khắc vào xương máu. Tội ác của lũ bảo tàng đã gieo rắc khắp đất dân lan. Hồ hán hiện tình dân nước đối với ta gắn liền như buồn tim hơi thở. Chỉ khuyên em nên làm theo ý của cha già. Em chẳng biết vậy, nhưng mà em chỉ sợ hồ. Kéo tới đây rất đông, họ đồng lòng tôn xưng Hồ Đề làm chủ tịch.